on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Take a breath, thoughts racing through my head. I try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute, so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. Come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. Come alive in moments like this. In moments like this. I don't wanna close my eyes, I'm feeling so alive. Find the words, but no words can say what my heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute, so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. Come alive in moments like this. Here we are, this is the time. Like a dream coming to life. We live for moments.
sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tông, đầy đôi búa. Xin được phép tân tổng bí mời đại diện chủ hôn tương gia họ đời này của chúng ta sự lễ cưới kính thưa thành lễ chủ lễ vui hôm nay, xin được tân tổng bí mời quen quan viên của họ đời gái quý bà con bên ngoài cùng vị khách quý. Hôm nay tôi là ngày cá nhân ngày lòng thật tốt để tổ chức lễ vu quy cho hai cháu Huyền Phúc và Bác Phúc. Thì hôm nay họ ngày nay thì tôi lại đến đây theo sự thống nhất của hai gia đình, thì ngày hôm nay họ ngày nay của tôi còn một số chuyến lễ thì mong họ ngày gái tiếp nhận và có như để cả gia đình. Vâng, và xin được thân cảm ơn ông Đỗ Đà đại diện của gia họ đàn tay và mời đến với chủ tịch hình lễ có thể xin đại diện đủ hôn cho gia họ đàn gái của chúng ta và sẽ hình lễ. Kính thưa bà con của họ đàn gái, ông họ đàn gái, tôi là công an của đây, giao thì cũng là cho công dân
cũng đã đại diện cho tư gia họ đàn gái và cũng đã đối diện xuất lễ và đại diện cho đại diện tư gia họ đàn trai của chúng ta để chúc mừng cung quy của đôi vợ chúng ta trong ngày hôm nay. Xong là ngày hôm nay có một sự mời đại diện của hai bên gia đình của chúng ta cùng mà thắp nến để chúng ta sẽ vào phòng nhà để giao tiếp bên chuẩn bị phục vụ của gia đình quốc và quý vị toàn quốc. Xin được mời đại diện của hai bên gia đình. Vang cả dòng sông, dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên nước mưa. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên hành bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chợt man dày đâu che khăn nịt đôi môi hồng mến. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Hôm nay chúng ta đã được tập kết lại và ngày hôm nay để cho hai cô vui vui cùng làm để bài trò bác lót thần với ba mẹ của hai bên gia đình là những người đã có công tận tâm sớm hôm còn bé làm điều cô giáo Nguyễn Phúc và những người bạn cũ của chúng ta cùng đến xuân thăng thì có ngày hôm nay và bây giờ xin mời chào bạn bè chúng ta sẽ cùng đến với những bức tranh được có hiếu cho bà mẹ của hai bên gia đình là con mừng mà giờ chỉ là cái này cháu lên chơi hoa về được đâu thì đây cùng là bên họ nhà ta của tôi cũng có một món quà để trao cho cháu được lúc lên xe về nhà chồng này đúng không. Sang hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi hò khoan hơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên nước mưa. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi. Sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, giữa em về trên chiếc thuyền hoa, chân man dày đâu che khăn nịt đôi môi hồng mến cười tươi ta. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây. Mắt sang em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái.
Vâng, và rất thú vị và xin hôm nay đại diện của chúng ta nhận đàn cố tay đại đức xin được rất là cảm ơn phần quà của ba mẹ của chú đệ đã nhận đàn cố cùng nhau cùng những hai cô nghi vấn sau ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời ba má của cô nhau và sẽ nhận đàn phần quà để mừng cho hai con vấn sau ngày hạnh phúc. Tất cả quý vị đã chứng kiến những điều phúc tuyệt vời trong ngày hôm nay, những điều phúc ba mẹ của cô dâu đã đầy tình cảm xuất hôn của mình trong những hạnh phúc. Và quý vị cùng là nhận đàn cô tay đại đức. Và rất tuyệt vời là quý vị cùng nhận cho ba mẹ của cô dâu một đàn cô tay đại đức. Hãy
để vui mới có là anh chị là con của tôi á, con của tôi là anh chị của cháu, nhưng mà anh quả nhập đây thì vợ chồng anh rất là xo, cho nên gửi quà tặng này cho bà cửa cô, đó là vợ chồng của anh cả nhà, đó là vợ chồng của cô ấy. Vợ chồng của Quang Án, anh ấy qua qua đây, các cái tay nhân gì. Vợ chồng của Hồng Diệu, vợ chồng của Mai Hà, vợ chồng của Gạo Phú, vợ chồng của Vợ Thu Một, các vợ chồng cả nhà, vợ chồng ông Son, anh Ngữ, nhưng mà anh Ngữ đi công tác chưa bị gì. Son đại diện. Vợ chồng cỡ nhỏ, vợ chồng không khó, vợ chồng không nữ. Tiếp theo là vợ chồng của cậu Quá Lạc, vợ chồng cậu Quốc Hoan, vợ chồng cậu Du, vợ chồng cậu Tài, vợ chồng gì nó gì Cao, vợ chồng anh Phải Khôi, cậu Quá Lạc, vợ chồng cậu Quốc Hoan, vợ chồng cậu Du, vợ chồng cậu Tài, vợ chồng gì đó gì Cao, vợ chồng anh Phải Khôi, xin đến chính là đây là tôi gọi anh bả, nhưng mà hai con là ông cũng chứ đừng anh bả cái lo rồi nè. Vợ chồng gì có Trương, là gì Cao, hai gia để tỏ lòng biết ơn
cơ hoa tinh thần như dục thì hai đứa con vương hai cái đứa con mình đấy. Rồi hai anh em nhà cùng là phải để từng lại từng không cha không thiệt. Kính thưa tất cả quý bà con ở ngoài, 9 tháng cơ hoa được cực khổ, đến khi mẹ nằm bên dưới, con nằm bên lão con lang. Thì bây giờ hai đứa con, đến hai cái đứa này, thì tôi nói là hai tay không chạm được đâu. Để nhớ công ơn của cha mẹ học bổng ngày xưa, thì hai đứa con để phương hai cái điều, mời hai mẹ để bảo đảm công ơn tinh thần được khi xuất giả theo đời. Và hai mẹ cũng đã đúng nhận là những viên dự của hai cô mình và dành cho hai mẹ để báo hiếu ngày hôm nay và hai mẹ cùng lên. Và xin được tất cả mọi người hai mẹ rất nhiều. Và với những thức sâu mà người phụ huynh ngày hôm nay thì bây giờ những vị đại diện của hai bên thân phận của chúng ta có thể giới thiệu được đại diện của thân phận của chúng ta để cho hai bên của gia đình chúng ta càng biết để càng gắn bó hơn không ạ? Nghề lâm dây thu và chị kho bóp và tiếp theo là chị kho đi bên bờ là cũng chị qua chị giao ông anh về trong nước là chị đang tiếp theo đó là ông lão ông sáu thì cô lớn là cùng hai cô còn về cái thu tục á chắc là đại đạo người được hết nhưng mà thôi cũng không có thời gian thì mình một con kia mình đi sát để tiếp tục là mình thăm lần tiếp. Xin mời ngồi ạ. Vừa đây là hai bác của giáo phúc, đó là tờ vợ của giáo phúc và đó là ba bộ nhi của cháu thì không biết được ngoài có giới thiệu rồi thì do không gian của đồng bao la thời gian của bài như hiền nói thì cũng xin dừng lại cho em xin. Vâng, một lần nữa xin được tất cả là cảm ơn những vị của hai bên gia đình của chúng ta và cùng bà đến với những nghi thức sùng lịch của quý vị hôm nay. Và xin được phép tổng những mời và những vị đại diện của hai bên gia đình của chúng ta cùng tiến về và với hậu trường của chúng ta được cùng lên trong chúng ta chung vui và cùng chia sẻ những trải nghiệm hạnh phúc của hai cô mình trong ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị và chúng ta chuẩn bị đặt phục chuẩn bị để chúng ta làm lễ thôi. Vườn em ngát hương sẽ không còn
những ưu buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao, cùng đàn én trong vườn xuân. Đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những ưu buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao, cùng đàn én trong vườn làm cho chúng tôi MC Huy cùng với MC Tân Huyền xin gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào đường thân ái. Kính thưa quý vị, theo vòng xoay của tạo hóa và theo quy luật của muôn đời, có người ta ai cũng được sinh ra, lớn lên và trưởng thành, và đến một ngày có người ta sẽ đi tìm một đường của mình. Có nghĩa là người con trai rồi sẽ đi lấy vợ và người con gái đi lấy chồng. Câu chuyện tình bắt đầu từ đó, và tình yêu như một phép màu huyền diệu làm cho chặt vào nhau và làm cho hai trái tim hòa cùng một nhịp để rồi có ngày hôm nay. Vâng, và quý vị như vậy thì sau những lần gặp gỡ của chàng trai Hồng Quốc và cô gái Huyền Phúc của chúng ta, sau những lần hò hẹn giữa ánh trăng sau thì ngày hôm nay hai bạn đã tìm thấy nhau để bến bờ hạnh phúc. Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị hãy cùng với mắt thịt thấy cộng hòa hôn trường cùng chủ đống đôi Đăng Lan và Tân Duy Nhân thể thiết hạnh phúc nhất sau ngày hôm nay. Xin mời chúng ta cùng với nhau của chúng ta cùng tiến về sân khấu hạnh phúc nào đó tất cả quý vị. Lần yêu nhau thì xa máy cùng dầm, còn không thấy hiện cũng lần mà xa, yêu nhau chẳng vẫn lầm than, mấy sông cùng nổi mấy ngày cùng qua. Kính thưa quý vị, xin chào hai người, chúng tôi xin được chào mừng. Kính thưa ông Phạm Thanh Huyền và bà Phạm Thị Minh. Là sinh viên phụ mẫu của chủ đề phân phúc. Xong buổi lễ phong quy ngày hôm nay, và lúc trước đây thì bên cạnh cô dâu xinh xắn vì phúc quả chúng ta đó là ba Đoàn Thanh Hiền và bá Phạm Thị Linh, thôn Phương Đông, xã Cà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, và được cô dâu Huyền Phúc cùng với chú rể phơi phước cả mắt một tiếng đầu tình yêu để có một tình thông sinh ra kể từ ngày hôm nay cùng với đại gia đình đó là ba Trần Văn Long và bá Nguyễn Thị Phương, đẹp phúc xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Đó chính là một chương trình sự kiện của các đồng chí quý nhà các bạn trong ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị dành tràng vỗ tay thật lớn chúc mừng hạnh phúc của hai bên gia đình ạ. Xin được chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị. Kính thưa, nhà trai, hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức lễ phong quy cho cháu là Đoàn Huyền Phúc. Trong quá trình tổ chức có gì thiếu sót thì mong quý vị đừng cần tha thứ. Và về phía gia đình trong đón tiếp làm nghi lễ thì cũng có cái phần chậm trễ, vợ chồng chúng tôi cũng không giao tiếp được hết quý vị quan khách. Cũng xin cảm ơn họ hàng nhà trai đã đến đúng theo cái kế hoạch và lịch trình của hai bên đã đưa ra, và có gì thiếu sót thì cũng mong họ nhà trai thông cảm. Cuối cùng xin hết chúc quý vị dùng buổi trưa ngon lành. Thân phụ của cô dâu cũng đã thay mặt cho hai bên gia đình và cũng đã chia sẻ đến với tất cả quý vị những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay.
và ông chúa thành ngày xưa có câu rằng miếng cầu thì tông cánh mồi xanh, hôm nay mới đúng là anh lấy nàng. Và quả cầu thì tông cánh mồi vàng, hôm nay mới đúng là nàng lấy anh. Như vậy kể từ ngày hôm nay, cô dâu Huyền Phúc cùng với chú lễ phần quốc của chúng ta đã nên đôi vợ chồng. Và đặc biệt hơn thì hai bên gia đình của chúng ta, một bên thì có một nàng dâu Huyền, một bên thì có một chàng đại thảo. Và những người làm chính tôi anh Siêu Huy cùng với thân thiện xin được tiếp tục quý vị thành phần sự già ngày càng gắn kết như bài lưu duyên thở ban đầu. Chúc tôi chúc đến cùng với cô dâu trong hành trình viên mãn bắt đầu nghĩa phu thê. Và bây giờ xin mời đại diện của hai bên gia đình của chúng ta cùng tiến lên một bước và cùng dành cho nhau cái bắt tay để kết nghĩa tình thân sinh ra trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Có sự chứng kiến của các quý vị xin được hân hạnh kính mời. Tất cả quý vị của chúng ta có mặt ở nơi đây cũng hãy dành những tràng pháo tay thật lớn và chúc mừng cho tình duyên gia của hai bên gia đình. Chúc cho tình duyên gia của hai bên ngày càng bền chặt và gắn kết hơn. Xin được trân trọng cảm ơn song hương của cô dâu và chú rể. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời song hương của cô dâu và chú rể cùng về lại vị trí ban đầu. Để chúc cùng về cô dâu một chút xíu nữa ạ. Chú rể cần lại cô dâu một chút xíu nha. Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị, người ta nói rằng no quá thì mắc ngon, thì dù quá thì mắc lời. Và ngày hôm nay chúng ta cùng với cô dâu của chúng ta chắc chắn thì không thể thốt ra những lời nói đặt đến lòng của mình, bởi vì niềm vui ngày hôm nay rất là to lớn đến với các bạn của chúng ta trong những giây phút hạnh phúc. Thì Nguyên và Thân Thiện cũng xin được thay lời cho hai bạn, cũng xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến những vị sông phương phụ mẫu, những vị đại diện của hai bên gia đình đã tạo điều kiện để cho hai em quả đi đến hôn nhân. Và xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị thân quý của chúng ta đã có dành thời gian vào nhau để đến chung vui mừng hạnh phúc cho đôi bàn tay của chúng ta trong buổi lễ vui tươi. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể chân thành cảm ơn những tấm chân tình mà quý vị đã dành cho hai bên gia đình cũng như là dành cho cô dâu và chú rể trong ngày vui quy hôm nay. Và trong buổi trưa hôm nay, dịch vụ tiệc cưới Ánh Lên của chúng tôi rất hân hạnh được là nơi hai bên gia đình chọn để trao trọng trách tổ chức buổi tiệc mừng vui quy cho cô dâu Huyền Phúc và chú rể Văn Quốc. Và thay cho lời cảm ơn gửi đến cho hai bên gia đình cũng như là gửi đến cho đôi ương, chúng tôi xin được mời món quà đến từ dịch vụ tiệc cưới Ánh Lên dành cho đôi ương xin được mừng. Vâng, và rất tuyệt vời. Chúng tôi một lần nữa xin được tay lời cho cô dâu và chú rể xin được chân thành cảm ơn thân quà đến từ dịch vụ tiệc cưới Ánh Lên. Và chúng tôi luôn chúc thân phụ của chúng ta sẽ luôn đối được nhiều sự đồng hành và được nhiều sự hợp tác quả quý khúc sẽ dành cho dịch vụ của chúng ta càng ngày càng phát triển. Và bây giờ trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay xin mời em xin hân tình của chúng ta cùng cùng nhìn nhất với những sự nghi thức trong ngày hôm nay để cho hai bạn của chúng ta chứng minh tình yêu của mình trên sân khấu hạnh phúc ạ. Để tiến hành nghi thức rót rượu champagne. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng lòng. Hãy
xa cách mặt lòng không phù nào. Em luôn cầu mong sẽ có một ngày anh về thăm quê, hỏi buổi trầu cay và hỏi buồn câu, còn chiêm manh manh hót câu tình cứ một vầng trăng miên lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát không
hội nghị thương lượng gần xa trong hôn trường hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, ai đã chấp cánh chim bay về tổ ấm, ai đã dẫn đường cho đối đại gặp nhau, đó là có sự tìm hiểu của hai cháu cũng như sự thống nhất giữa hai gia đình và cho phép của chính quyền địa phương để tổ chức cái ngày vui quy của hai cháu Huyền Phúc và Văn Phúc. Họ nhà trai chúng tôi rất chân thành cảm ơn họ nhà gái để đón tiếp họ nhà trai chúng tôi một cách rất niềm nở, chú đáo và vui vẻ. Không gian cho nó lầm bao la, thời gian có hạn. Họ nhà trai chúng tôi xin phép dời góp và cả hai họ chúng ta cũng không quên lời cầu mong cha cháu trong năm tình viên mạc bạc đầu nghiệp phu thuê. Và cuối cùng nữa, kính chúc quý con với họ nhà gái, quý vị khách quý, quý vợ con nội ngoài, quý vị thân thiện gần xa, sang năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Nè bằng lòng đi em, bằng lòng đi anh, chẳng còn tương tư đơm đơm lấp lè. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều, cầu tre lắc léo bướm ong phường hồng dê kêu, giếng nước gạo cua tình yêu, chim liễu lo chuyện cành điều, ngô lúa sai quằn mì miêu. Nè bằng lòng đi em qua cưới anh nhiều. Đám cưới bà con ngợi khen, gái sắc trai tài lại hiền, dâu rể duyên tình đẹp bền. Nè bằng lòng đi em mình cưới nhau liền. Say
6th Street, hearing you whisper.
whisper through the phone. Wait for me to come home. Và tiếp đến chiếc hơi nhì dừa đào sơn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã không quản ngại đường xa xa xôi, bỏ chút thời gian quý báu đến giữ buổi tiệc để phản hôn ngày hôm nay. Đó cũng là cái niềm vinh dự của gia đình chúng tôi. Và tất cả chúng ta cũng cầu mong các đứa cháu trong năm tình điện hiến mạng và cầu nguyện phu thê. Và cuối cùng, xin chúc tất cả quý con nhân hai họ, quý bà con nội ngoại, quý vị khách quý, quý vị thân hữu gần xa, cũng như bà con lân lý sọc tiền, sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu rất chân thành. Vâng, xin cảm ơn trung tâm tổ chức sự kiện của Đội Hồng rất nhiều. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với món quà của anh Dương. Xin được trân trọng kính mời anh tiến về trung tâm sân khấu. Tonight.
daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I won't go down the aisle. She looks so beautiful.
Thank you.
I won't see you crying.